Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến vào đầu tháng 7 tới đây sẽ triển khai kế hoạch vận hành 7 đoàn tàu tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 1, trong tháng 3, từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9, tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Suối Tiên sẽ vận hành 7 đoàn tàu loại 3 toa. Chuyến đầu tiên xuất phát lúc 5 giờ và muộn nhất lúc 22 giờ hàng ngày. Mỗi chuyến cách nhau từ 8 đến 10 phút. Giai đoạn 2 từ đầu tháng 10 đến 31 tháng 12 sẽ vận hành 12 đoàn tàu vào các ngày trong tuần, thời gian tàu chạy từ 5 giờ đến 23 giờ 30. Riêng ngày cuối tuần, nghỉ lễ, Tết, metro số 1 vận hành 9 đoàn tàu với thời gian hoạt động tương tự. Giai đoạn 3 từ đầu năm 2025 trở đi, 3 quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành tuyến metro số 1 theo công suất thiết kế đầu tư ban đầu. Kế hoạch vận hành giai đoạn này được xác định dựa theo tình hình khai thác thực tế của năm 2014. Để giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đã phối hợp với Liên minh ASIM VPBank triển khai áp dụng thẻ vé tháng ảo, hay còn gọi là thẻ phi vật lý, cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thẻ điện tử ảo hay còn gọi là thẻ phi vật lý được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng, hiển thị trên điện thoại di động, có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý với mã thẻ, thông tin chủ thẻ, loại đối tượng và thời hạn sử dụng thẻ. Sử dụng thẻ ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý, khách hàng không tốn thời gian chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng. Thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công, không mất thời gian chờ đợi 3 đến 4 ngày lấy thẻ và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, trung tâm đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng với mục tiêu từng bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và đưa giao thông công cộng là phương tiện đi lại thuận tiện cho người dân, góp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân, giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ngày 2 tháng 4, sau khi cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Bren để khắc phục tình trạng sạt lở xảy ra tại đây sau trận mưa lớn, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn cấp huy động lực lượng chuyên môn tiến hành cưa hạ 15 cây thông ba lá bên mép bờ Ta Luy Dương trên đèo Bren nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đèo trong mùa mưa bão. Các cây bị cưa hạ có đường kính từ 30 đến 60 cm, cao từ 10 đến 18 m đứng treo leo bên bờ ta lui có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua đèo Pren. Sau khi xử lý xong sự cố mất an toàn tại vị trí sạt lở, các phương tiện đã được lưu thông trở lại bình thường. Trước đó, cơn mưa lớn vào chiều ngày 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 đã khiến tuyến đèo Pren vừa được nâng cấp mở rộng đã bị sạt lở đất đá. Các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và khắc phục sự cố.